Những lời Phật dạy Chương 2 Người đem ánh sáng Phần trích lục tiếp theo Số 4 Quyết định truyền giảng Này các tỳ khu Rồi ta suy nghĩ Pháp này do ta chứng được Thật là sâu kính Khó thấy Khó chứng Tịch tịnh Cao thượng Siêu lý luận Vi diệu Chỉ có người trí mới hiểu thấu Còn quần chúng này thì ưa ái dục Khoái ái dục ham thích ái dục đối với quần chúng ưa ái dục khoái ái dục ham thích ái dục thật khó mà thấy được lý duyên khởi y tánh duyên khởi pháp sự kiện này thật khó thấy tức là sự tịnh chỉ tất cả các hành sự từ bỏ tất cả sinh y ái diệt ly tham đoạn diệt niết bàn nếu ta nếu nay ta thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta Thờ như vậy thật khổ não cho ta Như vậy thật bực mình cho ta Rồi những kệ bất khả tư nghị Từ trước chưa từng được nghe Được khởi lên nơi ta Sao ta nói chánh pháp Được chứng ngộ khó khăn Những ai còn tham sân Khó chứng ngộ pháp này Đi ngược dòng thâm diệu Khó thấy thật tế nhị Kẻ ái nhiễm vô minh Không thấy được pháp này với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp. Này các tỳ khô, lúc bấy giờ Phạm Thiên Sahampati khi biết được tâm tư của ta với tâm tư của mình, liền suy nghĩ, tha ngôi, thế giới này sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong nếu tâm của Như Lai, bậc A La Hán chánh đẳng giác hướng về vô vi thụ động, không muốn thiết pháp. Rồi Phạm Thiên Sahambati như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co hay co cánh tay đang duỗi. Vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta. Rồi Phạm Thiên Sahambati đắp tượng y một bên vai chắp tay hướng vái ta và bạch với ta. Bạch Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch thiện thể hải thuyết pháp. Có những ch chúng sinh ít nhiễm bụi trần, sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Sau khi nói như vậy, Phạm Thiên Sampati lại nói thêm như sau. Xưa tại Magadha, hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu ế, do suy tư tác thành, hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp bậc thanh tịnh chứng ngộ như đứng trên tảng đá, trên đỉnh núi tột cao, có người đứng nhìn xuống, đám chúng sanh quay quần, cũng vậy ôi thiện thể, bật biến nhãn cùng khắp, leo lên ngôi lâu đài, xây dựng bằng chánh pháp, bật thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sinh, bị sầu khổ áp bức, bị sinh già chi phối, đứng lên vị anh hùng, bật chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần hãy đi khắp thế giới bậc thế tôn chánh giác hãy thuyết pháp vi diệu người nghe sẽ thâm hiểu sau khi biết được lời phạm thiên yêu cầu vì lòng từ bi đối với chúng sinh ta nhìn quanh thế giới với phật nhãn với phật nhãn ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời nhiều nhiễm bụi đời có hạng lợi căn động căn có hạng thiện tánh ác tánh có hạn dễ dài khó dài và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sinh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm như trong hồ sen xanh hồ sen hồng hay hồ sen trắng có một số hoa sen xanh hoa sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước lớn lên dưới nước không vượt lên khỏi mặt nước được nuôi dưỡng dưới nước có một hoa sen xanh sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước lớn lên dưới nước, sóng vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen, xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước đậm ướt. Cũng vậy, này các tỳ khu với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh, ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căng, độm căng, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dạy, khó dạy, và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm rồi ta nói lên bài kệ sau đây với phạm thiên sahampati cửa bất tử rộng mở cho những ai chịu nghe hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình tự nghĩ đến phiền tối ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sinh loài người ôi Phạm Thiên. Rồi Phạm Thiên Sahambate suy nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết Pháp. Đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết Pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh Pháp này. Rồi ta lại nghĩ, nay có Alara, Kalama là bậc trí thức, đa văn, sáng suốt, là từ lâu sống ít nhiễm bụi đời ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho alara kalama vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này rồi chư thiên đến và nói như sau bạch thế tôn alara kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi rồi tri kiến khởi lên nơi ta alara kalama đã mệnh chung bảy ngày rồi ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho alara kalama nếu nghe pháp này Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên? Ai sẽ mau hiểu chánh pháp này? Rồi ta lại nghĩ, nay có Uddaka Ramaputta là bậc trí thức đa văn sáng suốt đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời. Ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uddaka Ramaputta. Vị này sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi chư thiên đến và nói như sau, Bạch Thế Tôn, Udaka Ramaputta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi tri kiến khởi lên nơi ta, Udaka Ramaputta đã mệnh chung hôm qua. Ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Udaka Ram Ramaputta. Nếu nghe pháp này, Udaka Ramaputta sẽ mau thâm hiểu. Rồi ta suy nghĩ ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Ta lại nghĩ nhóm năm tỳ khu đã hầu hạ. Ta khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ít nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỳ khu. Rồi ta lại nghĩ, nay nhóm năm tỳ khu ở tại đâu? Với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhiên, ta thấy nhóm năm tỳ khu hiện ở Paranasi, Ba la nại, Tại Isipatana vườn lọc quyển Rồi này các tỳ khưu Sau khi ở tại Uruvela Lâu cho đến khi mạng ý Ta lên đường đi đến Paranasi Này các tỳ khưu Một tà ngoại, ngoại đạo tên là Upaka Đã thấy ta khi ta còn đi trên đường giữa Gaya và cây bồ đề Sau khi thấy vị ấy nói với ta các căn của hiền giả thật sáng suốt gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh thật thanh khiết này hiền giả vì mục đích gì hiền giả xuất gia ai là bậc đạo sư của hiền giả hiền giả quan hệ thọ trì pháp của ai này các tỷ khu khi nghe nói vậy ta nói với tà mạng ngoại đạo upaka bà kệ như sau ta bậc thắng tất cả ta bậc nhất thiết trí hết thảy pháp không nhiễm hết thảy pháp xả ly ta sống chân giải thoát đoạn tận mọi khát ái như vậy ta tự giác còn phải y chỉ ai ta không có đạo sư bậc như ta không có giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta bậc ấn cúng trên đời bậc đạo sư vô thượng tự mình tránh đẳng giác ta an tịnh thanh thoát để chuyển bánh xe pháp ta đến thành ca si giống lên trống bất tử trong thế giới mù lòa như hiền giả đã tự xưng hiền giả xứng đáng là vật chiến thắng vô tận như ta vật thắng giả những ai chứng lậu tận ác pháp ta nhiếp phục do vậy ta vô địch này upaka này các đề khâu sau khi được nói vậy tà mạng ngoại đạo upaka nói với ta này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Ubaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Này các tỷ khu, rồi ta tuần tự đi đến Paranasi. Ba La Nại, Isipatana, Chư Tiên Đọa Sứ, Lộc Uyển, Vườn Nai. Đi đến chỗ nhóm năm tỷ khu ở. Nhóm năm tỷ khu khi thấy ta từ xa đi đến đã cùng nhau thỏa thuận như sau này các hiền giả nay sa môn gotama đang đi đến vị này sống trong sự sung túc đã từ bỏ tinh cần đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất chúng ta chớ có đảnh lại chớ có đứng dậy chớ có lấy y bát hãy đặt một chỗ ngồi và nếu vị ấy muốn vị ấy sẽ ngồi nhưng khi ta đi đến gần năm tỷ khu ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau có người đến đón ta và cầm lấy y bát có người sắp đặt chỗ ngồi có người đem nước rửa chân đến nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiện giả avuso này các tỳ khu khi ta nghe nói vậy ta nói với nhóm năm tỳ khu này các tỳ khu chớ có gọi ta bằng tên và dùng danh từ hiện giả này các tỳ khu như lai là bậc a la hán chánh đẳng giác hãy lóng tai Pháp bất tử để chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các, thị. các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ khu, khi nghe nói vậy, chấm năm tỷ khu nói với ta, hiền giả cô ta ma với nếp sống này với đạo tu này với khổ hạnh này hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh thì này làm sao hiền giả với nếp sống sung túc với sự từ bỏ tinh cần với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ lại có thể chứng được pháp siêu nhân tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh khi nghe nói vậy ta nói với nhóm năm tỳ khưu này các kỳ khưu, như lai không sống sung túc không từ bỏ tinh cần không trở lui đời sống vật chất đầy đủ này các tỳ kheo như lai là bậc a la hán chánh đẳng giác. này các tỳ khưu hãy lóng tay pháp bất tử để chứng được ta giảng dạy ta thuyết pháp sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu sau khi tự tri tự chứng tự đạt ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tự xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình các ông sẽ an trú này các tỷ khưu lại lần thứ hai nhóm ta, năm tỷ khưu nói với ta hiền giả gotama với nếp sống này như trên tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh này các tỷ khưu lần thứ hai ta nói với nhóm năm tỷ khưu này các tỷ khưu như lai không sống sung túc vân vân như trên các ông sẽ an trú này các tỳ khu lần thứ ba nhóm năm tỳ khu nói với ta hiền giả Gotama với nếp sống này vân vân như trên tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh này các tỳ khu sau khi nghe nói vậy ta nói với nhóm năm tỳ khu này các tỳ khu từ trước đến nay các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng bạch thế tôn chưa bao giờ như vậy này các tỳ khưu như lai là bậc a la hán chánh đẳng giác hãy lóng tai pháp bất tử đã chứng được ta giảng dạy ta thuyết pháp sống đúng theo lời khuyến giáo các ông không bao lâu sau khi tự tri tự chứng tự đạt được ngay trong hiện tại mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình các ông sẽ an trú này các tỳ khưu ta đã làm cho nhóm năm tỳ khô chấp nhận. Này các tỳ khô, ta thiết giảng. Cho hai tỳ khu, ba tỳ khu kia đi khất thực, đồ ăn mà ba tỳ khu, này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ khô, ta thiết giảng cho ba tỳ khô, hai tỳ khu kia đi khất thực, đồ ăn mà hai tỳ khô này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm sáu người. Này các tỳ khưu, chúng năm tỳ khu sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến kháo, tự mình bị sinh, sau khi biết sự sự nguy hại của cái bị sinh, tầm cầu cái không sinh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không sinh, vô thượng an ổn, khỏi các khổ ách, chức chứng niết bàn, tự mình bị già, vân vân, cái không già, tự mình bị bệnh, vân vân, cái không bệnh, tự mình bị chết, vân vân, cái không chết, tự mình bị sầu, vân vân, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tầm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ánh, chứng niết bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Đây là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sinh nữa. Kinh Thánh Cầu, Kinh Trung Bộ số 26, MN 26. năm Bài Pháp đầu tiên Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Paranasi, Ba La Nại, tại Isipatana, chư thiên đọa xứ chỗ vườn nai tại ấy thế tôn bảo chúng năm tỳ khưu có hai cực đoan này có hai cực đoan này này các tỳ khu một người xuất gia không nên thực hành theo thế nào là hai một là đắm sai trong các dục hạ liệt đê tiện phàm phu không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích hai là tự hành khổ mình khổ đau không xứng bậc thánh không liên hệ đến mục đích. Tránh xa hai cực đoan này, này các tỷ khô, là con đường trung đạo. Do như lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thánh trí, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Và thế nào là con đường trung đạo, này các tỷ khưu do như lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ niết bàn. Chính là bác chi thánh đạo, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này các tỳ khưu do như lai chánh giác, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an trịnh tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là thánh đế về khổ. Này các tỳ khưu sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ. Sầu bi khổ u não là khổ. Quán gặp nhau là khổ. Ái biệt ly là khổ. Cầu không được là khổ. Tóm lại, năm thủ quẩn là khổ. Đây là thánh đế về khổ tập. Này các tỳ khưu, Chính là ái này đưa đến tái sinh. Câu hữu với hỷ và tham. Tìm cầu hỷ lạc chỗ này chỗ kia. Tức là dục ái, hữu ái, phi hữu ái. Đây là thánh đế về khổ diệt. Này các tỳ khưu, chính là lê tham đoạn diệt không có dư tàn các ái ấy sự quăng bỏ sự từ bỏ giải thoát không có chấp trước đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt này các tỳ khô chính là bát chi thánh đạo tức là chánh tri kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đây là thánh đế về khổ này các tỳ khưu đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe nhãn sanh trí sanh tuệ sinh minh sinh quang sinh đây là thánh đế về khổ cần phải liễu tri này các tỳ khưu đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe nhãn sinh trí sinh tuệ sinh minh sinh quang sinh đây là thánh đế về khổ đã được liễu tri này các tỷ khưu đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe nhãn sinh trí sinh tuệ sinh minh sinh, quan sinh. Đây là thánh đế về khổ tập này các tỷ khưu. Đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quan sinh. Đây là thánh đế về khổ tập. Cần phải đoạn tận. Này các tỷ khô, đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe. Nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quan sinh. Đây là thánh đế về khổ tập đã được đoạn tặng. Này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. Đây là thánh đế về khổ diệt, này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ diệt cần phải chứng ngộ. Này các tỷ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về khổ diệt đã được chứng ngộ. Này các Tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh. Đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt. Này các Tỳ khưu, đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe, nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh minh sinh Quang sinh đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt cần phải tu tập này các tỳ khưu đối với các pháp từ trước ta chưa từng nghe nhãn sinh trí sinh tuệ sinh minh sinh Quang sinh đây là thánh đế về con đường đưa đến khổ diệt đã được tu tập này các tỳ khưu đối với các pháp từ trước ta chưa từng được nghe nhãn sinh trí sinh tuệ sinh minh sinh Quang sinh cho đến khi nào này các tỷ khô trong bốn thánh đế này với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy tri kiến như thật không khéo thanh tịnh ở nơi ta thì cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới ma giới phạm thiên giới với quần chúng sa môn và la môn chư thiên và loài người ta không chứng tri được chánh giác vô thượng chánh đẳng giác và cho đến khi nào trong bốn thánh đế này với ba chuyển và mười hai hành tướng như vậy, tri kiến như thật đã được khéo thanh tịnh ở nơi ta, cho đến khi ấy trong thế giới này với thiên giới, ma giới, phạm thiên giới, với quần chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người, ta mới chứng tri được chánh giác vô thượng, chánh đẳng giác. Tri kiến khởi lên nơi ta, bất động là tâm giải thoát của ta, đây là đời sống cuối cùng nay không còn tái sinh nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, chúng năm tỳ khưu quan hỷ tính thọ lời Phật dạy. Trong khi lời dạy này được tuyên bố, Tôn giả Kondana, Kiều Trạng Trần Như, khởi lên pháp nhãn thanh tịnh, không cấu quế như sao. Phàm vật gì được tập khởi, tất cả pháp ấy cũng bị đoạn diệt. Và khi pháp luân này được Thế Tôn chuyển vận như vậy, chư thiên cõi đất này lớn tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la nại chỗ chư thiên đọa xứ tại vườn nai chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời sau khi nghe được nghe tiếng chư thiên ở cõi đất tứ thiên tứ đại thiên vương thiên lên tiếng nói lên nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la nại chỗ chư thiên đỏ xứ tại vườn nay chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận sa môn bà la môn chư thiên ma vương phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời sau khi được nghe tiếng của chư thiên ở tứ đại thiên vương thời chư thiên ở cõi trời 33 chư thiên yama chư thiên tusita chư quá lạc thiên chư tha quá tự tại thiên, chư thiên ở phạm thiên giới lớn tiếng nói lên. Nay vô thượng pháp luân này được thế tôn ở ba la nại chỗ chư thiên đọa xứ tại vườn nai chuyển vận một pháp luân chưa từng được ai chuyển vận. Sa môn, bà la môn, chư thiên, ma vương, phạm thiên hay bất cứ một ai ở đời như vậy trong sát na ấy, trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút ấy tiếng ấy lên đến phạm thiên giới và mười ngàn thế giới chuyển động rung động chuyển động mạnh và một hào quang vô lượng quảng đại phát chiếu ra ở đời vượt quá quy lực chư thiên rồi thế tôn thốt lên lời cảm hứng sau đây kondana chắc chắn đã giác hiểu kondana chắc chắn đã giác hiểu do đó tôn giả kondana được gọi là a nhã kondana a nhã kiều trần như Kiều Trần Như đã giác hiểu SN56.11